Chào bạn, do có khá nhiều người mới vào kênh của tôi, đặc biệt là lại còn thêm nhiều người ở những cái trường phái đo đạc khác vào mà người ta không hiểu về cách đo, nên là người ta mới so sánh, thậm chí là thể hiện rằng các cách đo con lắc thế này bao nhiêu, bô vít thế kia, nên là tôi làm lại full toàn bộ một clip. Tất nhiên là khó có thể gói gọn được toàn bộ quá trình trong 3 năm vừa rồi tôi cải biến những cái vật để nó có trường khí mạnh. Tuy nhiên là tôi hy vọng rằng cái clip này cũng đủ các bạn hiểu được tóm lược về trường khí và đo đạc các vật thể hiện nay. Đây là clip tổng hợp toàn bộ quá trình tôi chia sẻ kiến thức trong vòng 3 năm qua, từ trước khi đại dịch Covid bắt đầu khoảng 2 tháng tôi bắt đầu làm kênh, thì đến tận bây giờ là một tiến trình. Nếu những ai theo dõi ngay từ đầu thì các bạn sẽ hiểu rất là dễ. Còn với những người mới, tôi nói rồi, những người mới thì thường mọi người không hiểu, nên là tôi sẽ vừa đo vừa nói. Đây là một clip rất dài, bạn muốn xem và hiểu hết về đo đạc thì bạn phải rất kiên nhẫn. Đầu tiên là tôi đo luôn, đây là mấy cái quả hôm qua mùng 1 tôi thắp hương. Và bây giờ tôi đo để các bạn xem. Tôi mang về hết rồi, tôi để lại 3 quả định tối hôm qua ăn, nhưng mà bận quá không ăn, thì sáng nay tôi nghĩ ra tôi cũng đo nốt cho các bạn xem. Sau khi thắp hương tại bàn thờ gia tiên, nếu vong linh nhà các bạn về thì cái quả này nó sẽ dương 90 độ, khoảng 90 độ. Thế là cũng rất mạnh rồi nhé các bạn nhé. Trước khi đo đạc thì tôi phải nói để những cái bạn trường phái mới, một số các bạn trường phái mới, các bạn dùng con lắc, các bạn lắc qua lắc lại thì bạn bảo 80.000 bô vít, 100.000 bô vít các kiểu. Đấy là cách đo lỗi thời. Tôi có làm ở trên một cái bảng đo năng lượng trường khí mới. Cái dở của con lắc mà đo bô vít là nó chỉ có bảng 180 độ thôi các bạn ạ. Vì trước đây mọi vật thể là nó chỉ quay được cái thời, kể cả ông Bô Vít ông làm, nó chỉ quay được đến 180 độ là hết. Tại vì trình độ người ta chỉ đến thế thôi các bạn, giới hạn nó đến thế. Và ngay cả bình thường khi đo một vật thể, ví dụ tôi lấy luôn xá lợi, một xá lợi bất kỳ, viên xá lợi bất kỳ. Xá lợi là gì? Nói luôn, không lại nhiều bạn vẫn thắc mắc, không chịu vào mạng tra. Phật đúng không? Bồ Tát, đệ tử của Phật sau khi mất người ta hỏa táng, xương cốt còn lại, những viên đẹp, tròn, bóng, người ta gọi là đập không vỡ đúng không? Tác lại có người cũng hỏi là tác dụng là gì? Trả lời luôn, không tác dụng gì cả. Nó có trường khí, và trong kinh Phật bảo là nhìn thấy xá lợi thì coi như là nhìn thấy Phật, có nên là mọi người mới đi chiêm bái đúng không? Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó đặc biệt. Và cái này các bạn cũng đừng quá thần thánh, vì thông thường cái năng lượng của nó là khoảng 60, đến một lần trước tôi đo là khoảng 120, đây là khoảng 120, ví dụ thế nha. Thì thông thường các cái vật liệu thông thường nó chỉ thế thôi các bạn. Đây, hoặc ngọc trai là một trong những thất bảo của bên Phật gia đúng không? Tôi có mua cả hộp đây. Cả hộp hoặc là một viên nó cũng thế. Nhiều người cứ nghĩ là cho hàng cả đống tân đá vào để hóa giải nó sẽ nhiều hơn một viên, nhưng thực ra là đá mà năng lượng thấp thì các bạn cho 10 tấn nó vẫn thế. Cái này chỉ được 90 độ các bạn nhé. Chỉ được 90 độ. Tất cả các vật trong tự nhiên không vật nào vượt được qua 180 độ, nên cái cách đo của ông Bovit cũ là cách đo nó không chính xác các bạn nhé, không phù hợp, vì bây giờ tôi chế tạo ra được những vật nó năng lượng mạnh hơn rất nhiều. Ví dụ một viên này các bạn đo, một viên ngọc trai nó cũng 90, các bạn cộng 1.000 viên ngọc trai lại nó vẫn 90. Nên là khi các bạn hóa giải đá ấy, nhiều người không hiểu về đá, không hiểu đi bắt chiếc hóa giải thì người ta đổ một tấn đá xuống nhà, người ta đổ
mấy chục cân đá xuống mộ, nhưng người ta không hiểu mục đích giải đá là gì. Các bạn hiểu chưa? Đây cũng thế, ví dụ là san hô. Các bạn lấy một miếng san hô hoặc các bạn lấy cả một đống san hô này, năng lượng nó như nhau, không có gì khác biệt cả các bạn ạ. Tôi để lùi chéo chéo một tí để các bạn nhìn rõ cái tầm long hơn. Úi giời, san hô này nó lại còn là may mà nó còn dương được khoảng 30 các bạn nhé. Tại vì thực ra san hô đúng như các bạn hiểu thì nó là thực vật chết, đúng không? Thực vật hoặc động vật, tức là cái con san hô, cái cây san hô do cách gọi, đúng không? Nó chết khô lại, mà đây là may là nó còn dương, đúng không? Dương được một ít, không một vật liệu nào nó mạnh cả. Cách đo cũ nó chỉ như vậy. Tôi lấy tất cả các loại, kể cả đá chữa bệnh của Nhật Bản các bạn nhé. Đá chữa bệnh của Nhật Bản, tôi để cả một khay ở đây hoặc một viên. Cái này thì nó cũng rất là mạnh, nhưng nó cũng chỉ lên được khoảng 120 thôi. Nó cũng chỉ lên được 120 các bạn nhé. Nó cũng chỉ khoảng 120. Đá ruby ở nơi này, ruby đỏ, rất nhiều. Cái này thì ruby xịn thì có thể nó mạnh hơn, được khoảng 160. Cái này tôi làm clip hóa giải cái điểm âm nhà tôi, cho các bạn tìm lại cái vị trí này. Tôi làm rất nhiều clip nhưng mà vì các bạn không xem nên là cái kiến thức nó rất quan trọng, mọi người coi thường. Nhiều bạn mới, các bạn là cái gì nó nổi lên, cái gì xuất hiện thì các bạn mới xem, các bạn không tìm lại clip cũ, đúng không? Bây giờ kiến thức mình muốn có, làm sao tôi nhét vào các người các bạn được. Đây là thạch anh tóc vàng, là cái loại nhiều tóc và nó rất đắt thì năng lượng nó mạnh. Ở bên Trung Quốc là cái nào nhiều tóc người ta bán đắt, cái nào ít tóc người ta bán rẻ. Thì cái loại nhiều tóc, tôi mua cái loại vụn nhiều tóc này này, thì là nó lên được cũng khoảng 160 các bạn ấy. Các vật liệu tự nhiên nó chỉ như thế thôi, nên là cái cách đo cũ của ông Vovit, ông chỉ có chia được cái bảng 180 thôi. Nên là kể cả lên 180 người ta chia hàng trăm nghìn, hàng tỷ Vovit đi nữa, thì cái cách chia đấy nó không chính xác. Thứ hai là vật để đằng trước mà lại 180 đằng này, 90 độ đằng này, 90 độ âm đằng này. Đằng này đằng nhẽ phải là âm, đúng không? Quay ngược lại là âm, nhưng cuối với cách đo của ông Vovit thì nó vẫn là dương. Nên là đấy là cách đo nó không chính xác, tại vì là khi quay ngược lại không thì nó phải là âm. Đây thôi, cái này nó đắt mà ít người biết, tôi không nói. Chính vì những cái đo đạc trong những năm qua thì tôi thấy là vật liệu nó rất là kém, kể cả bây giờ tôi phải nói về linh phù nữa để các bạn hiểu. Linh phù trên thị trường của tàu sản xuất hoặc là mấy bạn mà đang nhái tôi, do người ta không có trình độ làm nên là bao giờ người ta cũng chỉ làm được, nếu thông thường kém nhất là cả hai mặt đều bị âm các bạn nhé. Các bạn cứ cầm tầm long mà đo. Tại sao tôi phải hướng dẫn các bạn cầm tầm long đo? Để những gì tôi nói ra các bạn kiểm chứng lại được. Thì các bạn mua trên thị trường bao giờ cũng tốt giỏi lắm là một mặt dương, một mặt âm. Còn cái bạn, mấy bạn nhái tôi thì tôi không rõ nhé, tôi không quan tâm. Tại vì nhái thì chắc chắn không thể bằng được. Thì cái thời kỳ đầu tôi cải tiến cái linh phù này là mục tiêu của tôi chỉ đặt ra là hai mặt nó phải dương. Mình chỉ quan tâm đến nó dương là nó có hiệu quả. Các bạn hình dung không? Nên tôi gọi là cái linh phù thế hệ cũ. Linh phù thế hệ cũ là trước Covid. Trước Covid thì người ta sản xuất rất là rẻ, và cũng là cái cách làm cũ. Cách làm cũ là tôi vẫn giữ lại cái chưa khai quang mà nó cũng khoảng bằng đồng, khoảng 160 một mặt. Và tức là dương, đúng không? Đây là trước đây khi tôi làm, tôi chỉ quan tâm đến hai mặt nó dương thì nó cũng lên được cả hai mặt 160 giống nhau. Thì đây là cái loại cũ 500.000 thôi, vì thanh lý, vì nói là loại cũ. Thì sau khi tôi làm cho các bạn, kể cả tôi lấy rất nhiều cái ruby mạnh nhất, đỏ nhất, nó hình như nó cũng chỉ lên được khoảng 180. Các bạn cứ tìm kiếm lại những clip,
Và sau đấy thì tôi mới kỳ công, tôi cải biến, tôi cải biến linh phù, rồi tôi cải biến rất nhiều các bạn nhé, để làm sao nó mạnh nhất. Và tôi làm cả cái kim tự tháp. Quá trình làm các bạn để ý thấy từng clip là đầu tiên nó quay lên được 2 vòng, xong mấy tuần sau tôi làm lên được 3-4 vòng, và sau đấy đến thời điểm này nó mới quay quá 7 vòng, đúng không? Cái bảng năng lượng mới của tôi nó quay quá 7 vòng thì mới gọi là tức là không thể đo đếm được, tôi gọi là đạt cái tiêu chuẩn của tôi là nó phải quay 7 vòng trở lên. Là tại cái thời điểm hiện nay linh phù mới của tôi mới làm được các bạn nhé. Hai mặt nó đều như vậy. Các linh phù ngoài kia họ nhái, họ sẽ không thể làm được như thế này các bạn nhé. Đây là tôi cải tiến từng ngày, trong khi là mấy bạn ngoài kia là bạn chưa học, mới đang lọ mọ học về linh phù, làm sao mà bắt chiếc làm được những cái này, họ không làm được. Và chính vì không làm được họ mới bịa ra, họ cố tình họ quay tít lên. Nên là các bạn mà mua ở ngoài nhà hàng nhái ngoài kia, các bạn phải bị tập đo, không là các bạn tin người ta là các bạn chết. Tiếp, tôi nói thế để các bạn hình dung cái quá trình tôi cải tiến nó rất mất rất nhiều công sức. Nên là mấy bạn ấy, các bạn mới vào đo, bạn cũng ra vẻ các bạn cầm con lắc rồi bạn bảo bao nhiêu nghìn bovit, cái cách cũ của các bạn nó không phù hợp, vì cái vật liệu của tôi nó đã mạnh hơn, gọi là vượt tầm của bovit rồi các bạn nhé. Nên tôi gọi cái bảng đo này là bảng năng lượng mới. Các bạn lên trang ngocphongthy.vn, tôi để miễn phí ở trên đấy, các bạn bấm và tải về để các bạn xem. Đây là ví dụ một cái kim tự tháp tứ diện linh phù, có nghĩa là 4 mặt đều có linh phù. Ngay cả cái tấm năng lượng này, tôi nói để các bạn hình dung, các tấm năng lượng trên thị trường khi tôi mua mấy trăm loại về, tôi đo từng cái một thì ra được một cái loại này nó mạnh nhất. Loại này mạnh nhất, tôi ngồi tôi cải tiến để nó riêng cái tấm năng lượng này của tôi. Thứ nhất là làm bằng đồng này, đồng nguyên chất ngoài thị trường, nó làm bằng nhựa đốt cháy. Tôi có làm clip cho các bạn xem, thì các bạn phải chịu khó tìm lại. Cái này nó quay tít, tôi cải tiến nó quay tít, còn những cái tấm năng lượng trên thị trường nó cũng chỉ quay được khoảng 60 độ nó dừng lại. Còn riêng một cái này không, và kim tự tháp nó đã quay tít rồi, nên là rất nhiều tấm nữa. Nên là khi tôi làm xong nó mới tới quay tít đấy. Các bạn hình dung không? Nhưng mà trên thị trường thì người ta không có những cái vật cải tiến như chúng tôi, như tôi làm. Họ chỉ cũng bắt chiếc làm tấm đồng, hoặc thậm chí là viết tay tờ giấy và xong người ta cũng quay tít thò lò cho các bạn, thì nó là cái chuyện nó không bao giờ xảy ra các bạn nhé. Đây là tấm năng lượng cải tiến của tôi, có logo của Viện Phong Thủy Thế Giới, ghi rõ luôn, thì nó rất là mạnh luôn. Nó cũng quay đủ các 7 vòng, mặc dù như các bạn nhìn tốc độ có thể nó chậm hơn một tí, đúng không? Tốc độ chậm hơn nhưng mà nó vẫn đạt yêu cầu được 7 vòng. Còn đây là tấm năng lượng VIP làm bằng đồng nguyên khối, in màu nổi hơn. Đấy, còn đời kia là không in gì, loại chìm. Đấy, còn đây là nổi. Nổi, cái loại này thì nó mạnh hơn. Thì rất nhiều những cái loại tôi cải tiến, các bạn hình dung không? Rất nhiều loại tôi cải tiến, linh phù cải tiến đưa vào kim tự tháp, hoặc là những cái linh phù các bạn dùng, thì năng lượng nó mới rất là mạnh. Tại vì là đã cải tiến, năng lượng nó xoay tít. Đấy, ngoài kia không hiểu thì người ta cũng bắt chiếc thôi, chứ nó không xoay được đâu các bạn. Đây này, cái loại này cũng bằng đồng các bạn nhé. Tất cả ngoài thị trường người ta đều làm giả đồng hết. Kể cả nếu các bạn, những ai đã mua la bàn trước đây tôi sản xuất, thì mọi người cũng bắt chước mình làm la bàn nhiều quá, tôi không làm nữa, tôi làm phần mềm. Tuy nhiên riêng la bàn của tôi làm bằng đồng, tất cả thị trường giả đồng hết. Cái này là bằng đồng,
đốt thoải mái luôn, không cháy luôn. Này đỏ lên này, các bạn nhìn thấy đỏ lên không? Nó chỉ đỏ lên, nó không cháy. Nhưng mà ngoài thị trường các bạn bấm vào phát là nó cháy quăn lại thành tro luôn. Nhưng mà cái này là đồng, nó chỉ có thể đỏ lên này. Đốt cho các bạn xem này, đỏ cả lên này. Đỏ lên nó không cháy đâu, nó là đồng, nó chỉ hơi đen đi một tí thôi. Dùng nguyên liệu là nguyên liệu tốt nhất. Còn tại sao tôi nói tốt nhất, tôi không như nhiều người là bắt chiếc tôi bắt đầu đi đặt in thế này. Tôi mò sang tận xưởng các bạn nhé. Tôi mò mua vật liệu vụn khắp nơi, các xưởng đồng. Tôi mua vật nguyên vật liệu của họ, thành phần bao nhiêu tôi mua về, tôi đo, tôi kiểm tra. Đây là một loại đồng đồng vàng. Những nơi nào sản xuất họ đều phải gửi cho tôi để tôi kiểm tra các loại vật liệu của họ trước. Và tôi yêu cầu thay đổi tỷ lệ để nó đạt cái yêu cầu cao nhất. Chứ không phải là các nơi cứ bắt chiếc làm. Đây là đồng bình thường, nó cũng gần 180, đồng vàng không các bạn nhé. Cái đồng vàng không. Còn một cái loại đồng khác là nó giống để ở cái dây điện, nhưng mà dây điện phải xịn. Đấy, đồng đỏ. Đây là một loại đồng đỏ. Đấy, những bạn nào cứ thắc mắc tại sao cái này của tôi nhạy nhất, tốt nhất. Mình không phải là cứ ra thị trường mua rồi đi bán lại, ngoài kia có mấy trăm cái tầm long. Cái này là tôi đi nghiên cứu nguyên liệu để tôi yêu cầu người ta đặt làm đúng cái tỷ lệ của tôi. Tỷ lệ nào thì tôi không nói được, không lẽ có hàng nhái đúng không? Đây này, đây là đồng đỏ. Đấy. Nó cũng chỉ lên được 170. Tất cả các vật liệu tự nhiên không cái nào vượt qua 180 các bạn nhé. Đây là vụn nhôm này. Đấy, các bạn muốn hiểu về những cái tại sao nó bắt sóng được, mình phải đi nghiên cứu. Mình mua mọi thứ về mình nghiên cứu. Chứ nhiều bạn cứ vào hỏi tại sao nó vô tri mà nó bắt sóng, đúng không? Bây giờ mình mang về mình mua về nghiên cứu. Mua vụn về đốt chảy ra rồi xem. Vụn nhôm này nó yếu hơn một ít này, nó được khoảng 160. Nhôm này nó cũng dẫn được nhé các bạn nhé. Hoặc là vàng bạc. Nói về vàng bạc, tôi mua cái vàng bạc để cho bạn xem là các cái loại tôi mua là bạc thật, vàng thật. Nó rát mỏng như này, các bạn sờ phát là nó vỡ vụn luôn ra. Chuyên dùng để nếu các bạn sang Thái Lan là những cái này là người ta chuyên để gọi là ráp vào tượng. Các bạn hình dung không? Đây cũng là tập bạc. Còn một tập vàng của tôi đâu? Tại vì những cái này làm vào, cắt ra để cho vào cốt thất bảo là trước là tôi cho vợ tôi làm nên tôi không để ý. Đây này, ví dụ cái tấm này các bạn nhé, trên thị trường là các bạn xé nó không rách vì nó là giả. Thậm chí là người ta mang đi đăng ký kiểm định là cái loại thật, nhưng mà khi bán cho các bạn là cái loại giả. Các bạn phải xé thử. Cái này rất mỏng, nó vụn, nó vỡ vụn luôn này này. Còn trên thị trường các bạn, tôi làm clip cho các bạn xem rồi, xé thoải mái nó còn không rách. Người ta làm giả. Nhưng mà vì những cái loại này thì nhiều người, tôi nói là nhiều người vào kênh tôi không hiểu. Mọi người cứ so sánh giá của tôi sao rẻ thế. Đây này, vụn nó ra như thế này, vụn vàng, vụn bạc. Mọi người cứ nghĩ là nó rẻ thế, vì là thực ra là cái cốt thất bảo tôi mua, tôi gần như tôi làm gọi là trợ giá cho các bạn, tôi chả cần lãi. Nên là nhiều người mua ở bên ngoài 450, 800 thì bảo tại sao họ đắt thế, chắc họ tốt. Còn mình bán rẻ thì họ kêu là sao thầy bán rẻ thế. Các bạn hình dung không? Nên là nhiều khi không muốn bán, nên tôi mới bảo là còn một ít tôi bán nốt, tôi không bán những cái này nữa, vì cạnh tranh với thị trường người ta không hiểu. Mình bán đồ tốt, mình bán giá rẻ cho mọi người thì mọi người chê là rẻ. Nên này, vụn vàng vụn bạc nó dính chặt luôn vào tay mới đi mạ vàng cho tượng Phật các thứ ở bên Thái Lan, Myanmar, đến là cứ ráp vàng cho tượng là như thế. Đấy, bạc này thì cả một sấp này thì lên được khoảng 100 đúng không? Tôi mua nhiều lắm, ngày xưa tôi mua để làm cho các bạn, nhưng mà
vì thị trường người ta cạnh tranh thì người ta nhiều hình thức, nên là cái loại này tôi không, như bảo là tôi không muốn làm. Cái bóp bát hương của tôi cải tiến là bộ tam bảo nhưng có hai đồng, một đồng này là đồng tiền để các bạn không bao giờ phải đốt vàng mã, chả bao giờ phải đi đốt vàng mã. Chân linh có nghĩa là bạn khấn thì đúng chân linh, hoặc là bạn bốc cho ai cho ra tiền thì đúng ra tiền nhà bạn, khấn đúng ra tiền nhà bạn vào, vang vong không vào được. Cái này là cái khác biệt, tất nhiên là nó sẽ phải đắt hơn đúng không? Còn bên này hiển linh cũng như vậy, hỗ trợ để cho các bạn bốc cho bát ra tiền, các bạn khấn thì đúng ra tiền nhà các bạn về được thôi, còn vãng vong không bao giờ vào được. Cái này thế khi đã được cải tiến là nó rất là mạnh các bạn nhé. Đấy là những cái đo đạc cơ bản, bây giờ tôi cho các bạn xem tiếp này. Các bạn phải chịu khó xem hết, ai không xem xong là cứ hỏi thì tôi cũng không biết thế nào. Đây là tôi làm lại toàn bộ. Dân gian hay dùng những cái đá nhọn này này, tất cả những vật gì nhọn, lý thuyết trong phong thủy là tất cả những vật gì nhọn nó đều tạo ra sát khí, và cái này nó tạo ra khí âm, nên là các bạn đừng cứ nghĩ là đá phong thủy là oai. Những cái nhọn này nhỏ như thế này nó đo nó đã âm, những cái to nó âm càng lớn. Đây là thạch anh trắng, nó âm là nó sẽ giật ngược lại, các bạn hình dung không, nó giật ngược lại. Còn giật bao nhiêu độ thì tùy tùy đá, các bạn cứ nói là bao nhiêu độ tôi chả quan tâm độ, vì cứ giật như này có nghĩa là khi các bạn đưa vào đây là nó tự giật cho quay quay âm, các bạn đưa sát vào nó tự giật mà nó tự đẩy cho quay âm. Quay âm có nghĩa là quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì những cái cách đo thường thông thường người ta sẽ không biết đo các bạn nhé. Người ta sẽ không biết đo, thông thường ngoài kia người ta không biết đo, người ta sẽ không hiểu những cái này. Tôi vì đi tìm hiểu về đá, tôi đã mất 4 năm, tổng 4 năm. 1 năm là đi học chứng những cái chứng chỉ nhỏ nhỏ. Sau đấy thì tôi thấy cứ đi học giám định từng cái viên đá này rất là mệt. Tôi mất 3 năm tiếp, từ năm 2014 đến 2017 tôi học thạc sĩ giám định đá quý ở Học viện Châu Báu Trung Quốc. Tôi là người Việt Nam đầu tiên, tôi phải khẳng định lại để các bạn biết tôi kỳ công như thế nào. Mình chấp nhận muốn nghiên cứu cái gì mình bỏ công sức, bỏ thời gian, bỏ toàn bộ tâm trí cho nó thì mình mới hiểu được. Đây cũng thế, ví dụ là một cái tháp thạch anh tím, bất cứ cái gì nhọn đều âm, cứ nhọn là nó kéo ngược lại và đưa lên là nó quay âm thôi các bạn nhé. Nó kéo ngược lại có nghĩa là đưa lên là sẽ bị âm. Đây là đá thật. Còn ngoài thị trường nó còn có cái loại đá đỏ, tất cả thạch anh đỏ đều là nhân tạo các bạn nhé. Trong tự nhiên không có thạch anh màu đỏ, có mã não đỏ thì có. Đấy, mã não đỏ, thế hiện nay tôi đang làm kim tự tháp cho các bạn là bằng mã não đỏ chiến quốc. Mã não đỏ chiến quốc là tại vùng chiến quốc, các bạn hình dung không, tại vùng chiến quốc là ngày xưa chiến tranh nó nhiều thì máu người nó thấm xuống, nó không kịp gì, nó thấm luôn vào đá, nó không kịp khô lại, nó thấm luôn vào đá và quặng, nên là cái vùng chiến quốc, cả một cái vùng đấy, cái mã não nó đỏ au lên các bạn nhé, đỏ au lên, và đến hiện nay nó vẫn còn đỏ au và cái năng lượng nó rất là mạnh. Lát nữa tôi lấy cho các bạn xem mạnh bao nhiêu, thì tất nhiên chắc cũng không thể mạnh quá bán được. Và cái thạch anh đỏ khắp nơi người ta làm bằng cái nhọn này hoặc quả cầu, các đình chùa có những hoặc nhiều nơi người ta bày quả cầu đỏ to tròn tròn màu đỏ thì đấy là nhân tạo. Nói thẳng luôn cho các bạn đỡ phải hỏi. Và cái này thì âm rất là mạnh đấy, nó đẩy mạnh hơn cái kia rất là nhiều, các bạn hình dung không? Cái kia nó chỉ hơi một tí như này, cái này nó đẩy âm luôn, vuông góc luôn và đưa lên chắc chắn là còn quay tít thò lò, tại vì là nó bị nó âm rất là mạnh rồi, cái đồ giả này này. Nên là các bạn mua nhiều cửa hàng cứ mua mấy con cóc, mấy con tỳ hưu, mấy con tỳ hưu bằng bột đá đấy. Nó âm rất là mạnh nên không bao giờ chiêu tài hút lộc được, càng mua càng chết. Thà không biết thì không.
không, thà không biết không mua không sao, nghe xui giải mua đồ rẻ tiền là chịu chết. Đây, trước đây là tôi dùng những cái hộp như này vì nó vẫn hiệu quả, trước thời Covid mình vẫn dùng. Một hộp nó là được khoảng 90 độ. Một hộp đá đen này, để đây cho các bạn dễ nhìn. Đấy, cái đá đen này nó yếu hơn, nó chỉ được khoảng 60. Thì trước đây là mình chỉ quan tâm là nó dương, mà nhiều khi đo 60 nó thấy bằng viên xá lợi là mình thấy mạnh rồi đúng không? Alo? Tiếp tục đo này. Đây là ngài Trung Quỳ đã khai quang, không thắp hương có linh hay không thì bây giờ tôi mới đo cho các bạn đúng không? Bây giờ mình phải test, không nói bằng mồm. Vẫn có linh, tức là chỉ vào, chỉ sang bên này, vẫn chỉ vào cụ, đưa vào giữa, vẫn chỉ vào, đưa ra sang bên này. Lấy cách đo tôi làm rất nhiều cái hướng dẫn thôi. Và cái này chỉ thể hiện có linh thôi, chứ mấy bạn là đo bát hương ở mộ, đo bát hương ở nhà, chỉ vào thì tôi nói là có linh, chân linh về. Hoặc cụ này là khai quang rồi thì cụ vẫn có đúng không, vẫn có linh. Là khi khai quang rồi các bạn đừng có cầm các bạn ném nữa, vì có linh các bạn phải trân trọng. Nhưng các bạn đừng sáng tạo ra là mộ mẹ em đo thấy có linh thì đang siêu thoát hả thầy? Nó không siêu thoát được. Tôi phải kể một cái câu chuyện này, các bạn đừng có xuyên tạc cái nội dung. Các bạn phải hiểu nghe rõ những cái từng clip tôi chia sẻ, mà tôi chia sẻ rất nhiều. Tôi gói gọn lại nhưng mà không gói gọn lại được hết, tại vì là cái đo đạc là rất nhiều thứ. 3 năm trời tôi làm hàng nghìn clip, các bạn phải chịu khó tìm lại. Tôi nói tiếp vẫn trong cái vấn đề đo đạc về chân linh, thì các bạn hình dung siêu thoát là một cái bậc thang. Tôi giả sử có 100 bậc, hết thì vứt. Giả sử có 100 bậc, đây là 100 bậc thang siêu thoát. Mẹ bạn vừa mới mất xong mà bạn đã đòi siêu thoát, nó khó lắm. Đừng có cầu mong. Tôi phải nói như thế này này, bên Phật giáo cái người phụ trách cai quản cõi âm là Địa Tạng Vương này. Tôi đang nói theo lý thuyết chung này, là cái ông Địa Tạng Vương hoặc Địa Tạng Bồ Tát. Ở Việt Nam, trên Vietnamnet có một bài báo người ta thống kê là có 17.000 ngôi chùa. 17.000 các bạn nhé. Có nghĩa là mỗi ngôi chùa mà có một cái nhà vong, các sư thầy hay gọi là nhà vong, là để chứa vong của mọi người. Không biết mọi người cứ gửi lên. 17.000 ông Địa Tạng mà còn chưa giúp mọi người siêu thoát được hết. Một mình bạn, bạn đọc bài khấn, giả sử bạn đọc bài khấn của tôi một mình bạn, làm sao bạn đòi lên một phát lên nấc 100 được, đúng không? Rất nhiều người đang hiểu nhầm rằng là tôi cầu siêu, tôi đọc một lễ là xong. Không bao giờ. Các bạn hình dung là nếu ông thầy ông đọc sai bài văn khấn, hoặc ông không có trình độ, thì đang ở mức độ 1, giả sử mình ra khỏi được cõi địa ngục, lên được, phải ra khỏi cõi địa ngục thì mới đòi siêu thoát được các bạn nhé. Ở dưới ngục địa ngục đang bị tra tấn, làm sao mà siêu thoát được. Nên là phải đo, đo xem có chân linh hay không. Có chân linh có nghĩa là người ta ra được khỏi. Các bạn hình dung không? Có chân linh là người ta mới ra được khỏi cái địa ngục thôi. Các bạn hình dung không? Còn ra khỏi người ta còn đang đói, đã khát, khổ sở như thế nào mình còn chưa biết, đúng không? Mà đừng, nên là đừng có kỳ vọng là siêu thoát rồi. Cái câu chuyện siêu thoát rồi, các bạn phải duy nhất cái công cụ để các bạn đo hiện nay là cái anten để các bạn kiểm chứng, chứ không kiểm chứng bằng cái tầm long này được đâu. Rồi ngoài kia ra cái gì người ta cũng làm giả cho các bạn. Ví dụ các bạn đọc đúng cái bài văn khấn ở của tôi,
có thể các bạn một lần đọc với cái trình độ của bạn, đúng không? Chưa biết là cái năng năng lượng của bạn dương hay không, các bạn đứng đúng vị trí kết nối hay không, đúng không? Tôi hướng dẫn các bạn được đứng đúng trục linh mà vẫn có bạn vào, các bạn bảo là em đi lễ thì em đứng né lệch ra có được không? Tức là mình hướng dẫn một đường thì bạn hỏi một nẻo. Nên là nhiều khi tôi cũng không biết là phải giải thích và nói như thế nào nữa. Cái clip trước tôi nói về cái trục linh, mình nói 5-10 phút mà cả clip nó 30 phút. Nói rất nhiều, nói đi nói lại, nhưng mà chốt lại có bạn vẫn vào bạn hỏi là em đứng né ra được không? Trong khi mình thì hướng dẫn là phải đứng đúng trục linh, thậm chí là phải tìm đúng tâm mà đứng thì mới có kết nối, nhưng mà bạn vẫn hỏi là em đứng né ra. Nên là đây là một clip tôi chia sẻ rất nhiều, toàn bộ các bạn ấy chịu khó xem, nếu không xem thì tôi không biết nói gì cả. Chia sẻ cho đi mà toàn miễn phí. Thậm chí tôi bảo là các bạn cảm ơn thì gửi cho tôi cốc cà phê, có duy nhất một người. Tôi rất sợ. Mà kiến thức mình cho đi như thế này mà nhiều người người ta không chịu khó xem, không biết thế nào. Các bạn nên nhớ rằng may ra, tôi đang nói may ra nhé, các bạn đọc 100 lần thì may ra ra tiên người mất ở nhà bạn lên được cái mức độ 100 này. May ra. Tại sao tôi nói may ra? Rất nhiều yếu tố. Như tôi nói rồi, cái lượng khí trong người bạn là dương hay âm, bạn không biết, bạn không đo. Ai đo cho bạn? Ví dụ tôi giỏi này, ai đo cho tôi? Bây giờ tôi biết như là ai đo tôi là dương hay âm, đúng không? Chỉ có một số bạn, bạn vẫn phản hồi là bạn đo clip của tôi là thấy dương thế này dương, thì tôi biết là dương. Tôi làm sao tự đo được cho tôi? Các bạn hình dung không? Tôi không đo, tự đo được cho tôi, nên là tôi mới phải lấy linh phù. Tôi vẫn đo để các bạn cho bạn thấy là khi tôi viết cái linh phù ra mà tôi đo thấy cái linh phù nó lên được khoảng 180 thì tôi biết à, nó cũng được 180 đấy nhỉ. Hoặc là tôi cũng lấy cái bài nhạc, hoặc là tôi lấy cái này tôi úp vào cốc nước xong tôi đo lại, đúng không? Đấy, mình nói thì mình mới phát hiện ra mình phải đo lại luôn. Đây là cốc nước máy, và thông thường nước máy là nó không có gì, nó chỉ lên được khoảng 5 độ. Đấy, một số người thì người ta nhìn, tôi có nói rồi, người ta nhái, người ta lấy cốc nước, người ta cũng đo, quay tít thò lò. Nên là các bạn phải cảnh giác, không các bạn cứ đi hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại. Tôi tách ra. Đây là 1 phút số 1. Tôi vừa cắt 1 phút ở bên đấy, tôi gửi sang bên này. Âm thanh của tôi nói và nó sẽ vọng xuống nước. Vọng xuống nước thì nước nó là lưu trữ thông tin các bạn nhé. Cái này là tôi truyền năng lượng vậy bằng tay, xem khác biệt gì không. Ngày xưa đi chữa những cái người bị vong nhập là mình cứ phải lấy tay mình đẩy vào cốc nước này cho người ta uống, rất là mất công mất sức. Trong khi đó là có thể là các bạn nghe cái này cũng được, hoặc là bây giờ tôi làm nhạc để các bạn nghe, hoặc là các bạn đặt cái kim tự tháp. Tôi hướng dẫn rất nhiều đặt cái kim tự tháp cạnh cái thùng nước và nó phát lên. Có rất nhiều cách để kiểm tra năng lượng. Các bạn kiểm tra năng lượng của bạn dương, các bạn khấn xong lại nó có kết nối thì lúc đấy nó mới hiệu quả. Có nghĩa là khi bạn khấn, giả sử có chân linh có về, thì lúc đấy các bạn cứ giả sử rằng là một lần khấn lên được một nấc thôi. Nên là đừng có hỏi là thầy ơi năm nay bây giờ em khấn cho, cầu siêu cho mẹ em được không. Bạn khấn lúc nào cũng được, một năm làm vài lần cũng được. Giả sử bạn làm 3 lần thì cùng lắm lên được 3 bậc. Chứ đừng như những ông thầy dân gian mà kia, ông khoác lác là ông làm một phát là cầu siêu luôn.
17.000 vị Địa Tạng Bồ Tát còn chưa làm được, làm sao một mình ông làm? Các bạn hiểu câu chuyện không? Một cái tôi chuyển khí trực tiếp, một cái là qua cái clip. Tôi thích cái chuyển khí trực tiếp này hơn, tôi háo hức hơn nên tôi đo trước. Thôi cái này để nguyên ở đây, không là các bạn lại bảo bỏ ra ngoài người khác, rót cái khác vào đúng không? Sợ. Lên được khoảng là mình vừa chuyển khí 1 phút lên được khoảng 170. Thế là cũng rất là ok các bạn ấy. Tại vì là ngày xưa mình chỉ quan tâm cứ dương là tốt. Các bạn học linh phù của tôi đấy, duy nhất tôi hướng dẫn các bạn viết linh phù dương, còn các ông dương gian học kiểu gì không? Các bạn cứ học cái khóa linh phù của tôi nói các bạn mới hiểu. Nó không dễ đâu, nó là một cả một quá trình. Nói chung nó giống giống nhau khoảng 170-180. Đấy tức là năng lượng của mình như thế. Đấy còn là ông nào ông phù phép, ông bảo là ông quay tít thở lò thì tôi chịu. Các bạn cứ tỉnh táo thôi chứ đừng cứ đi hỏi tôi ngày đó. Bây giờ tôi mới nói về đo. Cái này là chủ yếu là phân biệt âm dương mạnh yếu, mình nhìn vào tốc độ quay. Không phải quay bằng tay mà khi nó quay. Đấy nói rõ từ các bà mới vào, các ông bắt vẻ tôi kinh lắm. Và cái này không nhất thiết phải đứng 90 độ vuông góc nha. Với những cái người không biết đo thì đừng có bắt mẹ linh tinh. Cái này chỉ cần khoảng 70-90 độ các bạn để tay là nó tự bắt sóng được rồi. Trong đầu các bạn nghĩ đo cái gì nó đo theo. Ví dụ tôi đo đất chung ở đây thì nó tự đẩy dương. Thì cái đất chung ở đây nó dương thế thôi. Tại vì mình đo đất chung nó dương được khoảng thế là ok rồi. Mạnh yếu mọi thứ các bạn qua cái địa từ trường này cho tôi, vì đây là cái thông số không ai có thể tác động được vào. Cái này là kế thừa từ cái đo đạc của Mỹ mà tôi đã phát triển. Một số bạn mới vào kênh cũng tốt bụng và em mua được cái máy này của Mỹ tặng thầy và thôi, các bạn tặng tôi thì tốt, nhưng tôi không cần. Tôi phải nói để các bạn hình dung là trước. Tôi phải nói để các bạn hình dung như thế này. Từ những năm 07, 08, 09, 10, 11, 12 tôi nghiên cứu những cái đo đạc này. Ở Mỹ có cái máy gì tôi mua hết. Kiếm được đồng nào tôi mua hết các bạn nhé. Mất rất nhiều tiền mới nghiên cứu, mới đúc kết lại được ra một cái này duy nhất nó có thể giúp đo đạc được. Nên là các bạn không cần giới thiệu những cái khác, vì các loại khác không đo được. Nói thẳng thế cho nhanh. Chứ không phải là bây giờ tôi mới đang đo, tôi đang tìm. Tôi đo rất nhiều, tôi mua rất nhiều. Tôi không như mọi người cứ ngồi nghĩ là đo thế này thử cái kia đâu. Tôi thấy bất cứ cái gì tôi mua hết. Tính tôi nó khác, tôi rất thực tế. Cắm vào đo. Và khi đo không phải các bạn cứ đi các bạn đo như thế này, là trong khóa công cụ tôi hướng dẫn và nói rất chi tiết, nên là tôi không muốn nói nhiều bên ngoài. Các bạn phải hình dung không phải các bạn cứ đi đo như này. Cái này nó bắt sóng là nó bắt sóng xung quanh. Có nghĩa là các bạn chỉ định đo cái hộp này thôi thì nó bắt tất cả xung quanh. Lý do các bạn thấy tại sao tôi đi bao giờ tôi mặc quần trắng. Các bạn nếu có kiến thức thì sẽ hiểu là cái màu trắng là cái thứ nó không bao giờ nó bắt sóng hay là bức xạ, đúng không? Tùy cái thuật ngữ, không là lại đi bắt bẻ tôi từng từ. Một, màu trắng nó rất sạch, nó có bất cứ một cái bẩn gì chúng ta nhìn thấy luôn. Còn màu đen mọi người cứ kêu là sạch, chẳng qua là nó bẩn, mọi người không nhìn thấy. Các bạn mặc quần một tuần, các bạn không giặt, không ai biết. Các bạn kêu là nó sạch. Đấy là gọi là chung sống với cái bẩn. Màu trắng, các bạn tại sao các phòng lab người ta đều mặc màu trắng, các bạn hình dung không? Nhưng mà mình không thể đi làm mình cứ quần trắng áo trắng được, nên là tôi đi đâu là quần trắng, áo thì mới theo một cái màu của mình.
Vì khi các bạn đo, các bạn để tầm ngang người này, nó bắt xung quanh. Nó bắt xung quanh, các bạn mặc cái quần, nhất là ai mặc quần sẫm màu đen, là cái đấy nó tác động vào cái đầu anten này các bạn nhé, là cái kết quả nó cũng kém đi, nó không chính xác. Nên là các bạn phải để ý. Nên là khi đo, muốn đo cái này, các bạn phải vào phòng lab cho tôi. Và trước đây, cái linh phù này bây giờ tôi không đo. Tại sao tôi không đo? Tôi nói với các bạn rồi, vì nó rất là mạnh, nó quay được rất nhiều vòng, nó vượt cả cái định luật đo thông thường. Nên là mình đo ở đây nó không có ý nghĩa gì nữa. Các bạn hình dung không? Trước đây, cái loại cũ này này, thì tôi đo là nó cao hơn được đất. Ví dụ đất bình thường là, các bạn đo đất bình thường là 400, 500 đúng không? Thì cái này, trước đây tôi đo nó là 500 mấy đấy, đây này. Năm, nhưng mà đây là bên ngoài, còn muốn chính xác phải có một cái hộp đo. Nó rất cầu kỳ, rất mất thời gian. Nhưng mà khi tôi đã nói là nó vượt khỏi cái đo thông thường thì tôi không đo bằng cái này nữa. Không nhiều bạn cứ vào bạn thắc mắc sao thầy không cầm. Các bạn chả hiểu thì các bạn cứ hỏi tôi sao thầy không cầm. Nó không đo được, tại vì nó vượt ngoài cái định nghĩa thông thường. Các bạn đo này 400 hay 500 nó không giải quyết được vấn đề gì nữa, vì năng lượng nó rất là mạnh. Cái này bây giờ chỉ có tác dụng đo, vẫn đo đất, đo mồ mả. Và cái đất nó thể hiện là sao? Khi cái chỉ số, các bạn thấy chỉ số nó nhảy ít, ví dụ 450, 460, cái dao động ít có nghĩa là đất của bạn nó bình ổn. Tôi nói rất nhiều lần các bạn chả chịu ý, chả chịu nghe, đúng không? Xong cứ hỏi. Còn ví dụ nó đang 400, nó lên 500, nó xuống 300, cái dao động, biên độ dao động lớn. Trên 50 thực ra là đã xấu rồi, tuy nhiên là có thể chấp nhận được với những vùng đất lớn thì có thể dưới 100. Nhưng mà thông thường cái tiêu chí khắt khe của tôi khi tôi làm là nó dưới 50 mới là đạt chuẩn. Còn các bạn đo những cái vùng đất nó dao động 400, 500 có nghĩa nó lệch nhau 100, nó nhấp nhổm như này. Thì con bạn ngồi học chẳng hạn là đầu óc của nó cũng sẽ nhấp nhổm theo cái sóng đấy. Các bạn hình dung không? Là nó sẽ không tập trung. Nên là cái chỗ con bạn ngồi các bạn phải đo xem là nó có ổn định hay không. Chứ không phải là mỗi cung tốt hay đẹp đúng không? Nó ngồi cung xấu nó là khí nó xấu rồi. Nó phải ngồi ở cung tốt. Khí ở đây đo nó phải ổn định. Cái tiêu chí cơ bản làm phong thủy chuẩn chỉ nó phải rất kỹ tính như vậy. Và đo mồ mả thì các bạn đo mồ mả, các bạn muốn, tôi có nói rồi, mộ các bạn, nhà các bạn, mộ nào muốn nói linh thiêng, tôi đến đo nó phải dưới 300 thì tôi còn xác nhận là nó linh thiêng. Chứ bây giờ mộ cao vống lên đo dí vào 500-600 kiểu gì chỉ có gì gọi là dòng họ đấy đảm bảo ra đi. Tôi nói thẳng luôn, nhất là càng cao càng chết các bạn. Nhiều người không biết là cứ lên đồi, tôi bảo cứ lên đồi để làm mộ, tất cả sẽ lụn bại. Tôi nói thẳng luôn, ai lên đồi là mộ, ai mà chỉ số trên 700-800, ngôi mộ nào trên 700-800 chỉ có lụn bại. Nên là các bạn đo cái mộ, cầm tầm long chân linh về thì yên tâm là chân linh mình về được đã, có một cái nhà ở đây đã, đúng không? Lên được khỏi mặt đất, mặt địa ngục đã, tất nhiên là nói thẳng theo kiểu là lên khỏi mặt đất đã, đúng không? Rồi đo phải thấp xuống. Khi giải đá xuống mộ, cái tiêu chí làm sao cái mộ nó phải đạt hai tiêu chí, nó phải cân bằng khí, có nghĩa là khí cũng không được nhấp nhô là làm sao vong vào được, vong định vào nhấp nhô chỉ sợ té khói, đúng không? Tiêu chí đầu tiên là mộ trường khí nó phải ổn định. Nên là tôi phải yêu cầu ở nước ngoài là bạn tôi nó cầm máy, nó học giám định đá, nó cầm máy, tôi hướng dẫn nó và nó lọc đá cho tôi để làm sao cái viên đá đấy nó phải ổn định. Thứ hai là trường khí nó phải xuống thấp, chứ nó không được dương mạnh. Dương mạnh ví dụ vùng đất đang 300 cho đá vào lên 500-600 có phải chết không? Nên là các bạn đi giải đá vào mộ, tôi vẫn nói rồi, ngoài kia người ta không hiểu về đá, người ta cứ bắt chiếc, thấy tôi nói giải đá thì họ cũng giải đá, họ không hiểu. Bây giờ có ai dám đánh đổi như tôi không? Mất 3 năm đi học, đúng không? Hy sinh cuộc đời chỉ nghiên cứu về một thứ.
Nên là đến ở bây giờ trên mạng tôi thấy là một hai người cũng bắt chiếc copy hệt tôi, cũng bắt chiếc là họ đi học về đá thế này thế kia. Để tôi nói cho bạn biết rằng ngoài kia người ta giả danh giả mạo như thế nào. Nên là tôi phải in cả cái bằng tốt nghiệp đá của tôi trong cuốn bí mật. Ai kêu là quảng cáo thì kệ, tôi in để cho bạn thấy rằng là tôi có bằng chứng nhận năm 2017. Còn sau ai bắt chiếc tôi đi học thì kệ, ít nhất là họ chịu khó đi học. Còn hơn là những ông không học, những ông gì, ông giả vờ, ông chém đó, ông cũng kêu là đi học ở nước ngoài, ông cũng kêu là người đầu tiên. Rất là sợ luôn. Mộ của các bạn muốn thiêng, làm sao để tụt từ cái chỉ số xuống. Tôi làm rất nhiều clip rồi, tôi phải ngồi nghiên cứu linh phù để làm sao tụt xuống. Mộ của mẹ tôi, khí cân bằng, tôi giải đá nó khí cân bằng. Nhưng khi giải đá cân bằng thì thường nó bị ở trên 450, đúng không? Tôi phải ngồi nghiên cứu linh phù để bây giờ kéo xuống được 400. Phải kéo dần chứ, cũng không phải là bạn nghĩ là đặt xuống phát là ôi thầy ơi, tại sao em ngồi chờ một tháng em chả thấy nó xuống. Xuống được thế thì giỏi quá, tôi lại giỏi hơn được tận 17.000 ông này, đúng không? Bây giờ tôi kỳ vọng một của bố mẹ tôi là một năm nó xuống được 3-40, tôi đã mừng lắm rồi. Cái mộ mà các bạn kêu, cứ kêu là kết mộ phát ấy, các bạn bao giờ các bạn đo chỉ số anten này này dưới 100, dưới 100 thì các bạn hãy nói là mộ kết mộ phát. Còn không dưới được thì không có cái khái niệm siêu thoát, không có cái khái niệm kết phát đâu các bạn ạ. Những cái mộ kết phát này ngoài kia là đang ảo tưởng. Các bạn đo mà xem, rất nhiều mộ theo dân gian mà kết phát 700-800 hết, sai hết các bạn. Sai, vì sao? Vì cách làm sai, người ta hiểu nhầm về kết phát. Người ta nghĩ rằng phải bó cho thật chặt vào. Các bạn xem người ta bó quấn ni lông rất là nhiều. Cái màng thực phẩm ấy, người ta quấn rất nhiều lớp. Xong người ta đổ mật, đổ các kiểu như bê tông vào để cho phong không di chuyển được, không khí không ra không vào. Và người ta nghĩ đấy là ướp xác, và người ta nghĩ đấy là kết phát. Tất cả những ngôi mộ đấy 700-800 rất nhiều, và ngoài kia đang sai như vậy. Thậm chí là ngoài kia người ta nghĩ rằng là những cái đơn giản là đất nó nở ra là mộ kết mộ phát, nên là nhiều ông thầy ông xui là giã những cái bột đất cho nó mịn và đổ vào, và khi nó gặp nước nó nở ra nó phình nứt hết thôi. Thế là dân gian cứ nghĩ thấy nứt nẻ là ôi trời mộ kết, ôi trời mộ phát. Người ta chỉ nhìn bằng cái mắt thường đấy thôi mà, người ta không nghiên cứu công cụ, không có một cái gì hết, tất cả là võ đoán. Nhưng mà khi mình có công cụ nói ra thì người ta mới tức tối, đúng không? Mình có cái chứng minh thì người ta mới tức tối, người ta mới sợ hãi, người ta tìm cách, người ta phản đối. Thôi, tôi nói chia sẻ quá nhiều rồi, vì rất nhiều nội dung đúng ra là chỉ trong khóa âm trạch, nhưng mà chia sẻ hết nước hết cái mà các bạn không xem, không hiểu thì tôi chỉ như tôi cũng trả lời luôn. Không, nhiều bạn xem không bao giờ xem hết này. Các vị thần linh trong dân gian rất là hiền và lành tính. Tôi nói rất nhiều rồi, tôi đeo cái này đi mọi nơi, tôi không hề tháo một năm nay. Có làm sao đâu. Rất nhiều linh phù, các bạn có thể thấy mọi thứ linh phù con hộ thân tròn này, rồi cả cái linh phù văn xương tôi để hết ở đây. Tôi còn kể với các bạn là tôi bắt chết để con tôi không tháo ra được, đúng không? Thì các bạn cứ phải hỏi là mang đi vệ sinh có sao không. Các bạn đeo hình tượng của Phật thì đi vệ sinh không được, nhưng các vị dân gian rất hiền thì lại được. Tại sao cái hộp của tôi làm rất nhiều linh phù? Mình đi vào nghĩa trang mình không bao giờ sợ vong đeo bám. Thì cái hộ thân này cái rất quan trọng. Trừ tà ma, trừ trùng luôn. Đây là cái hộp. Hộp của tôi là hộp tôi ưng ý nhất. Tôi nhập cả cái máy
máy mài về mà mài xong đúng cái hộp này thì hỏng luôn, mất luôn cái máy. Bây giờ có một cái test nữa, nói chung tôi cứ làm dài, còn ai nghe thì tùy duyên của mỗi người. Còn sau ai cứ hỏi thì tôi sẽ gửi clip này, vì clip này đủ mọi thứ ở trên đời luôn. Thậm chí đây cả cái này tôi cũng chia sẻ luôn. Con rắn này, mẫu con rắn ngậm ngọc này, là rắn thần ngậm ngọc, là tôi mua trong một lần đi du lịch Thái Lan. Mua về và yêu cầu thợ ở Việt Nam làm to gấp đôi gấp ba nó ra. Và cái viên này là thạch anh vàng của Thụy Sĩ, rất là mạnh. Năng lượng rất là mạnh, duy nhất một loại của Thụy Sĩ. Cái nhẫn này thì nó bằng hổ phách, thì năng lượng bình thường. Wow, cũng lên được 170. Cái này thì nó khác, nó rất là mạnh. Hơi khó đứng lên, thành ra nó nằm. Duy nhất cái loại này là nó rất mạnh à, lên được 180. Nó mạnh hơn những cái viên đá bình thường. Có thể là nó bị ngã ra rồi nên nó thế. Nó đứng lên thì nó sẽ quay, không có cái chỗ đặt cho nó đứng lên. Nó đứng lên là nó sẽ quay rất là mạnh, phải đúng cái mặt. Nó đúng cái mặt của nó lên là nó quay rất là mạnh các bạn. Duy nhất một loại ở Thụy Sĩ người ta làm được, mỗi tội hơi đắt. Bây giờ tôi test một cái nữa là tôi uống cà phê của tôi. Nó rất là hay. Tôi thả một cái tấm năng lượng này vào và khi cà phê qua đây nó có mạnh hơn hay không, thì bây giờ tôi thử bỏ ra tôi xay một mẻ không có gì. Tôi test mọi thứ trên đời. Đây là hai cốc bằng inox đồng, inox nhưng mà mạ đồng. Ồ, cũng mạnh chứ. Cái này nó lên được khoảng gần 90 độ. Đây. Cái này nó bị méo, nó lại mạnh hơn cái này một chút. Cái này được khoảng 6-70 thôi. Tôi sẽ cho cà phê vào, tôi xay ra. Cà phê thì năng lượng nó lên được một ít, từ nãy 70 thì lên 90. Cái này thì được khoảng 100. Tôi sẽ đo một cái cốc, lấy một cái cốc này tôi đo thôi cho nó dễ chuẩn. Cốc này nó mạnh quá, mình lấy cốc này yếu hơn. Chín mươi và bây giờ đổ vào xanh. Lần một không có gì này. Lần một chưa có cái linh phù. Cái này nhấc lên là nó rơi xuống dưới này các bạn. Bột cà phê rơi xuống. Bột cà phê. Xay ra nó vẫn 90. Tức là sau khi xay thì nó không có gì thay đổi.
Còn bây giờ lát nữa bây giờ mới là có linh phù này. Bây giờ nó ngập trong linh phù này thì tôi mới bật máy này. Bật máy và mở lẫy để cho nó rơi xuống này. Hết thì đậy lẫy lại, đậy lại đấy, nó sẽ rơi xuống như này để xem là cà phê nó qua cái linh phù mà lúc thế nó có mạnh hơn được một chút không, hay là quay mà nó hết cả pin nó tắt đấy, xem là cái này nó chỉ là tâm linh thuần túy hay là nó có tăng lên được một tí năng lượng nào không, đúng không? Thực ra khi tôi cho vào cốc thì kiểu gì nó cũng mạnh rồi, nhưng mà mình cứ tự test xem có hiệu quả gì không. Nó hơn hẳn. Từ nãy 90 giờ nó lên khoảng 106, 107. Mạnh hơn, vẫn mạnh hơn hẳn. Đấy là đầu vào nó mạnh hơn thế rồi. Bây giờ mới đi pha cà phê uống. Thực ra như tôi có nói là tôi làm một cái clip tổng hợp chia sẻ mọi thứ về đo đạc, chủ yếu dành cho những người mới hoặc là những trường phái lạ. Người ta sang người ta muốn thể hiện thôi, chứ những cái này là những clip trước tôi chia sẻ nó hết rồi, các bạn có thể xem để hiểu thêm nữa. Tôi rất ngại chia sẻ đi chia sẻ lại vì những cái kiến thức nó rất hữu ích. Nhiều khi giống hôm trước mới chia sẻ, như tôi nói mình mới chia sẻ xong thì chả biết bạn ấy có xem hay không, vào nói một câu hỏi nó ngược hoàn toàn với cái nội dung mình chia sẻ này. Nhiều khi là cảm thấy nó phí công phí sức. Hôm nay làm mẫu cho bạn pha hơi nhiều cà phê. Tôi uống ít thì bây giờ là trưa rồi chứ, 12:30 bây giờ pha xong rồi đi ngủ, chiều dậy mới uống, chưa uống này sợ mất ngủ. Thường thì khi tôi chia sẻ là ít người quan tâm đến nội dung và kiến thức tôi chia sẻ, mà người hay quan tâm là tôi có sai ở đâu, lỗi ở đâu. Đấy. Nên là ví dụ clip trước tôi nói về phong thủy nhà tôi thì thực ra là mình copy cái mẫu ở năm trước, nên là có một cái phần cái phần ngũ hoàng mình chưa copy nốt, mình quên chưa sửa nốt thì một số bạn soi ra lỗi, đó cũng là tốt, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm mà tôi chả sửa đâu. Ai nói thì kệ, còn mục đích chính là tôi hướng dẫn các bạn về cách hóa giải. Còn mình sót một cái mình chưa sửa thì nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều, đúng không? Quan trọng các bạn hiểu được ra vấn đề hay không. Nên là ngay clip này bây giờ tôi phải ngồi tôi xoay ngược cái mặt nó lại, không là nhiều người mới vào người ta không biết, người ta lại cứ kêu là tầm năng xoay chiều này xoay chiều kia, mặc dù là tôi nói là tôi cố tình bao giờ để chữ này, chữ ở đây để mọi người nhìn, mọi người biết. Nhưng mà clip này tổng hợp nên thôi tôi ngồi tôi xoay lại. Xoay này rất mất thời gian, bây giờ ngồi xoay từng clip này là mỗi cái nó mất mấy phút thôi, tự nhiên là bỏ thêm 10-20 phút ra chỉ để
xoay clip mà còn nội dung chính thì mọi người còn không quan tâm. Nhân tiện mỗi xoay clip cho mọi người, tôi ra thắp hương tiếp. Tại vì là hôm qua nhờ vợ đi mua lễ, vợ mua nhiều quá, thắp một lần không hết. Hôm qua thắp chôm chôm, hôm nay đồ lễ khác. Gần 5 phút mới được xoay được 2 clip, rất mất thời gian. Trong khi đây là tôi quay từ nãy là đến gần chục clip luôn. Cứ 5 phút một clip mà thôi. Hy vọng vẫn ngủ được. Thường là tôi vẫn đeo những cái này, nhưng mà khi đi làm việc hoặc đi ngủ nó vướng tôi hay tháo ra. Mỗi này là không bao giờ tháo. Thì bạc này là mới mua để nhỡ được tới đi du lịch ở nước ngoài mà 2 tuần thì mình đặt tình huống, tôi gọi là quản trị rủi ro, tức là đặt tình huống nhỡ con mình bị gió lạnh chẳng hạn thì mình có thể lấy mình đánh gió, gọi là theo kiểu phòng vệ khẩn cấp. Sáng sớm trời lạnh đến có cốc này rất tuyệt vời. Nhưng mà sáng đến bận thì thường làm khuôn, làm các thứ theo đơn đặt hàng là mất đến tầm 90 giờ mới xong.
90 giờ xong thì ra trả lời mọi người. Rồi sáng nay thì tôi đang làm, bắt đầu làm hướng dẫn khóa học. Đến 11 giờ trưa mới khoảng đấy thì mới bắt đầu ra làm clip. Việt Nam thì thường mọi người nghĩ, mọi người hay bị từ ngữ hiểu nó sai lệch, lượng bạc thì mọi người hay nghĩ thành bạc bẽo đấy, nhưng mà tuy nền văn hóa mà Trung Quốc thì nó là yến dự, là ngân lượng, có ngân lượng.vn ngân lượng thì ngân tử đúng không, thì người ta lại có cái câu ngạn ngữ là đàn ông lại phải có một ít ngân lượng trong người. Cái này đi tìm rất là mất công nhưng mà dễ. Quay nhiều quá nên là sợ nhầm. Giống như là Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc thì sợ con cú mèo, nhưng mà Đài Loan thì người ta lại cho cú mèo là may mắn. Mỗi nước có một quan điểm. Cà phê nóng đang ngon nên là tôi cứ uống ấy, tí nữa đi nghỉ sau. Nên là khi thắp hương là tôi phải mở cửa ban công, mở cả cửa ra vào, mở cả hai cửa. Đây là tôi mới thuần túy lấy những cái tôi đang có để tôi quay clip cho các bạn. Chứ trong những cái clip trước thì rất nhiều, tôi nhập rất nhiều những cái loại linh phù dở trên thị trường, tôi làm clip cho các bạn xem. Nên nhiều người không biết thì người ta vẫn nghĩ linh phù giấy, linh phù vô tô có hiệu quả. Nhưng mà thôi đấy, gọi là tùy duyên thì tôi cũng không thể suốt ngày tôi đi làm lại được, đúng không? Những cái thứ nó không có năng lượng thì dân gian của người ta chỉ làm thế thôi, photo cái viết photo đúng không, hoặc là mua sẵn linh phù thái tuế Trung Quốc mà bán 1.000 nhập về phát cho mọi người. Cuối năm thì bắt đầu ăn vãn việc hơn, thì sang tuần tôi chia sẻ về hành trình sắp tới đi du lịch trốn Tết. Tết nhất mà người cứ rượu chè chúc tụng nhiều mệt lắm rồi. Mình mà gặp mọi người thì ai cũng chỉ thích mời rượu hoặc là muốn nhân tiện xem phong thủy.
ai đến nhà chơi thì không mời rượu thì người ta không thích, đúng không? Kể cả hàng xóm thế. Ở đây là mọi người phong trào cứ phải rượu bia chén chú chén anh. Đấy thì là Tết nhất là tôi cứ đi du lịch, khỏe người, nghỉ ngơi cùng vợ con, thế là tốt nhất. Nên là các bạn không cần quà cáp với tôi làm gì, ai quý thì cứ chuyển khoản, đúng không? Chuyển khoản mời thầy cà phê hoặc là cái gì thế là được. Gặp tôi lại phải nhờ người tiếp. Cứ ai bây giờ kể cả khách hàng gần nhà mà cứ tìm gặp tôi cũng né. Cứ ai học hết chuyên nghề, tốt nghiệp qua các cái bài test của mình, lúc đấy mới thực sự giỏi, lúc đấy thì gặp được. Không bao giờ chưa học đã gặp, xong chụp ảnh post khắp nơi. Nên là nhiều người không biết này, cứ tưởng người học của tôi rồi, đúng không? Lấy toàn phải hàng giả hàng nhái mà hết hơi. Mình thì rất là muốn giúp mọi người, nhưng mà nhiều người thì cứ lợi dụng để phá hoại. Lâu lắm vậy, đấy là tôi cắt bớt đấy, chứ ngồi này nửa tiếng chứ không hề 15-20 phút.